cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu thấy video này hay về nghĩa, hãy like và share. Đừng quên nhấn subscribe ký để nhận thông tin mới nhất từ channel nhé. Và sau đây những thông tin chính chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn như sau. Chelsea nhẹ nhàng vượt qua Dynamo Kiev 5-0 ở trận lượt về vòng 16 đội Europa League diễn ra vào sáng ngày 15 tháng 3, qua đó giành vé vào chơi tại tứ kết với tổng tỷ số 8-0 sau 2 lượt trận. Chiến thắng với cách biệt 3 bàn ở trận lượt đi rõ ràng là lợi thế quá lớn dành cho đoàn quân của huấn luyện Maurizio Sarri. Chính vì thế, chiến lược gia người Italia không tung ra đội hình mạnh nhất và tạo điều kiện cho những cầu thủ ít được ra sân thi đấu trong chuyến làm khách tại Ukraine. Do vậy, Chelsea vẫn hoàn toàn áp đảo thế trận. Đại diện đến từ Premier League chỉ cần 5 phút bóng lăn để có bàn mở tỷ số. Giroud nhanh chân đặt lòng chính xác trong một tình huống lộn xộn, đánh bại thủ thành Denis Boyko bên phía Dynamo. Ít phút sau, tiền đạo người Pháp tiếp tục điền tên mình lên bảng tỷ số sau đường tạt bóng khó chịu từ Marco Alonso. Sự phản kháng của đội chủ nhà gần như không có và trước khi hiệp 1 khép lại, họ phải nhận bàn thua thứ 3 do công của Marco Alonso. Bước sang hiệp 2, Olivier Giroud hoàn tất cú hat-trick của mình bằng pha đánh đầu sở trường. Lúc này, The Blue chủ động chơi chậm và những cơ hội mới bắt đầu đến với Dynamo. Tuy nhiên, đẳng cấp là điều mà đội chủ nhà còn thiếu. Đến phút thứ 78, sao trẻ Hoshinoy ấn định chiến thắng 5-0 cho đội bóng chủ sân Savarit. Chung cuộc, Chelsea giành chiến thắng với tổng tỷ số 8-0 trước Dynamo Kiev sau 2 lượt trận và thẳng tiến vào vòng tứ kết Europa League. Sau thất bại bẽ bàng 1-3 ở trận lượt đi, Arsenal bước vào trận lượt về trên sân Emirates với áp lực rất lớn. Pháo thủ buộc phải ghi ít nhất 2 bàn thắng mới có thể giành quyền đi tiếp. Bởi vậy, dễ hiểu khi ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, các học trò của Unai Emery lập tức dồn đội hình lên, tạo ra sức ép khổng lồ về phía khung thành đối phương và thành quả đến với họ ngay ở phút thứ 5 của trận đấu. Từ một pha lên bóng bên cánh phải, Ashley Martinelli tung đường truyền táo bạo cho Aaron Ramsey xâm nhập khu vực cấm địa. Sau một nhịp khống chế, tiền vệ người xứ Wales có pha căng ngang như đặt, giúp Aubameyang dễ dàng đệm bóng tung lưới đội khách, mở tỷ số cho Arsenal. Bàn thắng sớm giúp pháo thủ phần nào cởi bỏ được áp lực và chỉ 10 phút sau, cách biệt đã được nhân đôi cho Arsenal sau pha đánh đầu của Martinelli từ nỗ lực tạt bóng bên cánh trái của Aubameyang. Tuy nhiên, xem lại pha quan trọng, cầu thủ người Gabon đã rơi vào thế việt vị trước khi thực hiện đường truyền và Arsenal là những người may mắn trong tình huống này. Có lợi thế sớm, đại diện ngay chủ động chơi trùng xuống, nhưng lại thế chậm Torrent. Tuy nhiên, cách chơi này suýt chút nữa khiến họ phải trả giá nếu cú sút ở ngay đầu hiệp 2 của Granier không đưa bóng đến trúng cột khung thành Arsenal. Những phút sau đó, Torrent tiếp tục là đội bóng thi đấu chủ động hơn. Tuy nhiên, Hatem Ben Arfa của các đồng đội không tài nào tìm được đường vào khung thành của Petr Cech. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, đại diện nước Pháp đã phải nếm trải quy luật nghiệt ngã của bóng đá. Phút thứ 72, Aubameyang xuất hiện đúng lúc trong khu vực cấm địa, đệm bóng vào lưới trống từ đường căng ngang của Sid Kolasinac, ấn định chiến thắng chung cuộc 3-0 cho Arsenal. Những phút sau đó, tỷ số lẽ ra đã là 4-0 cho đội bóng thành London nếu tiền đạo người Gabon không có tình huống sút hụt bóng vô duyên trong tư thế đối mặt với thủ thành Thomas Colbeck bên phía Rennes. Tuy vậy, cách biệt 3 bàn là đủ để các pháo thủ giành quyền đi tiếp với tổng tỷ số 4-3 sau 2 lượt trận. Ở các trận đấu diễn ra trước đó, một đại diện khác của Anh là Chelsea cũng dễ dàng giành quyền đi tiếp sau chiến thắng 5 sao trước Dynamo Kiev ngay trên sân khách với tổng tỷ số 8-0 sau 2 lượt trận. Lễ bốc thăm chia cặp tứ kết bán kết của Champions League và Europa League sẽ được UEFA tổ chức vào lúc 18 giờ ngày 16 tháng 3 theo giờ Việt Nam tại Lyon, Thụy Sĩ. Real Madrid đã chiêu mộ thành công hậu vệ Eder Militao của Porto với mức phí 50 triệu euro. Real Madrid coi như đã trắng tay ở mùa giải này, nên nhiệm vụ chính của Zidane là duy trì top 4 La Liga, đồng thời tìm kiếm những tân binh chất lượng phục vụ cho mùa giải mới. Cái đấy phút, trang chủ của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha công bố họ đã chiêu mộ thành công hậu vệ Eder Militao từ Porto. Trước thông báo của Real Madrid, Eder Militao là cầu thủ mới của Real Madrid cho tới năm 2025. Hậu vệ 21 tuổi người Brazil sẽ gia nhập đội bóng từ mùa giải mới. Cậu ấy đến từ Porto, nơi cậu ấy trở thành trụ cột ngay ở mùa giải đầu tiên đặt chân tới. Militao là cầu thủ đa năng, có thể chơi ở vị trí trung vệ hoặc hậu vệ phải. Cậu ấy có tốc độ và khả năng phán đoán tình huống tốt. Để có được chữ ký của Eder Militao, Real Madrid sẽ phải chi trả cho Porto 50 triệu euro. Ngôi sao trẻ người Brazil sẽ chính thức gia nhập sân Bernabeu sau khi mùa giải này khép lại và ký hợp đồng 6 năm. Real Madrid đã bị thuyết phục hoàn toàn bởi tài năng và phong độ của Militao trong gần một năm qua. Cầu thủ 21 tuổi mới chuyển từ Porto từ Sao Paulo hồi hè năm ngoái, nhưng ngay lập tức trở thành trụ cột của đội bóng. Từ đầu mùa, anh đã chơi 30 trận, ghi được 3 bàn và góp công không nhỏ giúp câu lạc bộ Bồ Đào Nha vào tứ kết Champions League. Đây là thương vụ lời to của Porto, bởi trước đó họ chỉ mất 4 triệu euro để mang anh về sân Dragao. Tuy nhiên, số tiền 50 triệu euro mà Real bỏ ra hoàn toàn xứng đáng với những gì mà Militao đã thể hiện trong gần một năm qua. Như vậy, Zidane đã có tân binh đắt giá đầu tiên ở nhiệm kỳ 2. Bosco chính thức từ chức huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Oldham. Tháng trước khi mà Ole Gunnar Solskjaer đang ngồi ghế nóng sân Old Trafford, Ryan Giggs thì đảm nhiệm công việc huấn luyện viên trưởng xứ Wales.
việc Pulisic nối gót hai người đồng đội cũ nên nắm quyền dẫn dắt câu lạc bộ Oldham khiến người hâm mộ Man United không khỏi háo hức. Tuy nhiên đời không như mơ. Cách đây giờ, Scholes bất ngờ ra thông báo từ chức vai trò huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Oldham chỉ sau 31 ngày làm nhiệm vụ. Cựu danh thủ Quỷ Đỏ tuyên bố rằng ông đã ra quyết định từ chức với sự hối tiếc rất lớn. Cụ thể, Scholes chia sẻ: "Thật không may khi mọi chuyện trở nên rõ ràng rằng tôi không thể quản lý đội bóng tốt như tôi dự định và được tin tưởng. Trước khi đảm nhận vai trò này, tôi đã hy vọng rất nhiều trong 18 tháng tới với đội bóng tôi đã ủng hộ suốt cả đời. Người hâm mộ cầu thủ, bạn bè và gia đình tôi đều biết tôi tự hào và phấn khích như thế nào khi được trở thành huấn luyện viên trưởng của Oldham. Tôi xin chúc các cổ động viên, cầu thủ và đội ngũ nhân viên, những người đã rất tuyệt vời, điều tốt đẹp nhất cho phần còn lại của mùa giải và tôi sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ câu lạc bộ như một người hâm mộ." Scholes có 7 trận giao quân cùng Oldham ở giải hạng 3 nước Anh nhưng chỉ giành được đúng 1 chiến thắng. Khi Scholes tiếp quản đội bóng, Oldham đứng vị trí thứ 14, kém nhóm dự playoff thắng hạng 9 điểm. Khi Scholes rời đi, câu lạc bộ này dậm chân tại chỗ. Neymar Messi đang dẫn đầu cuộc đua chiếc giày vàng châu Âu 2019, nhưng bị tiền đang trẻ Kylian Mbappe bám rất sát phía sau. Mùa này Neymar Messi vẫn giữ được phong độ dội bom khủng khiếp và đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở La Liga với 26 bàn sau 27 vòng đấu. Tính ra mỗi trận tiền đạo người Argentina ghi sắp xỉ 1 bàn. Không chỉ đang dẫn đầu cuộc đua Pichichi vô phá lưới La Liga, Messi còn đang dẫn đầu cuộc đua chiếc giày vàng châu Âu 2019. Tuy nhiên, xem ngay sau tiền đạo của Barca là Kylian Mbappe với 25 bàn. Ở các vị trí thứ 3, thứ 4 lần lượt là Fabio Quagliarella 20 bàn của Sampdoria và Cristiano Ronaldo 19 bàn của Juventus. Ở cuộc đua này, Mbappe đang kém Messi 1 bàn, nhưng ngôi sao người Pháp lại có nhiều ưu thế hơn để sở hữu danh hiệu cá nhân cao quý này. Việc PSG bất ngờ bị loại khỏi Champions League đã vô tình tạo điều kiện để Mbappe tập trung cho đấu trường Ligue 1. Hơn nữa, giải vô địch quốc gia Pháp vốn cũng dễ ghi bàn hơn La Liga. Bên cạnh đó, do Neymar và Cavani đều đang chấn thương nên nhiệm vụ ghi bàn ở PSG sẽ được đặt vào Mbappe. Chiếc giày vàng châu Âu chắc chắn là danh hiệu mà tài năng trẻ người Pháp không muốn bỏ lỡ trong năm nay. Ronaldo vừa lập cú hat-trick vào lưới Atlético Madrid giúp Juventus vào dự kết, nhưng đáng tiếc, 3 bàn thắng đó không được tính vào thành tích trong cuộc đua chiếc giày vàng châu Âu. Tiền đạo người Borussia đang thất thế khi kém Messi tới 7 bàn. Sadio Mane đi vào lịch sử Liverpool. Khi cú đúp vào lưới Ben ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League, Sadio Mane có 7 bàn thắng trên sân khách cho lữ đoàn đỏ ở sân chơi danh giá nhất châu Âu. Tiền đạo này chính thức vượt qua Steven Gerrard để trở thành người ghi nhiều bàn thắng trên sân khách nhất cho Liverpool ở đấu trường Champions League. Diego Maradona ca ngợi Ronaldo. Chứng kiến màn trình diễn của Ronaldo trước Atlético Madrid ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League, huyền thoại bóng đá Diego Maradona gọi ngôi sao người Borussia là quái vật của làng bóng đá. Đã dõi tương lai của Lorenzo Insigne, chủ tịch Aureno De Laurentiis tuyên bố Lorenzo Insigne không phải để bán. Trước đó, báo chí Italia đưa tin Napoli sẵn sàng bán tiền đạo này với giá 100 triệu euro ở kỳ chuyển nhượng hè 2019. Man United buông phụ Rakitic. Theo Standard, ban lãnh đạo Man United đã dừng theo đuổi tiền vệ Rakitic để đặt trọn niềm tin vào Pogba. Hiện tại, ngôi sao người Croatia với Barca chưa tìm được tiếng nói chung trong việc gia hạn hợp đồng. Mauro Icardi sẽ tới Juventus hoặc Real. Thông tin từ TC Sport, Mauro Icardi sẽ rời Inter Milan ở kỳ chuyển nhượng hè 2019 khi mối quan hệ của tiền đạo này với ban lãnh đạo đội bóng chưa được cải thiện. Cũng theo nguồn tin này, điểm đến tiếp theo của Mauro Icardi là Juventus hoặc Real. MU nâng tay trên Rabiot. Theo The Sun, MU nhiều khả năng sẽ nâng tay trên Arjen Rabiot trước một loạt đại gia như Barcelona, Chelsea hay Arsenal. Sở dĩ Quỷ Đỏ xuất phát chậm nhưng về đích trước nhờ chấp nhận trả mức lương 200.000 bảng một tuần cho tiền vệ của Paris Saint-Germain. Arsenal xem dò Nkuku. Theo Mercato 365, Arsenal đã cử trinh sát viên dự khán trận đấu giữa Dyson và Paris Saint-Germain để xem dò Christopher Nkuku. Tiền vệ 21 tuổi này là mục tiêu hàng đầu mà pháo thủ muốn có để thay thế Aaron Ramsey. Porto quyết giữ Hector Herrera, chủ tịch Porto Pino da Costa tuyên bố câu lạc bộ này sẽ làm mọi cách để giữ chân Hector Herrera ở lại. Hiện tại tiền vệ 29 tuổi người Mexico được một loạt câu lạc bộ lớn ở Syria theo đuổi.
Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Và đừng quên nhấn subscribe ký để nhận thông tin mới nhất từ channel nhé. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.